Bác hôm nay trung tâm máy chiếu PC sẽ lên cho các bác một cái mẫu dây HDMI 2.0. Đây là vỏ hộp của cái thiết bị này. Nó sẽ có một cái túi ni lông này để đựng. Dạ. Túi ni lông này để đựng sợi cáp này. Hai cái đầu bảo vệ cáp và hai cái sợi dây để bó này. Hiện tại thì em đang kết nối giữa chiếc máy tính laptop và chiếc máy chiếu này Sony. Đây là hình ảnh thực tế từ máy tính và đây là máy chiếu, được chưa? Em sẽ cắm thử cho các bác xem. Nói chung các cái dòng đầu chuẩn HD trên thị trường hiện nay thì có nhiều mẫu trôi nổi. Thì bên em làm máy chiếu với kinh nghiệm nhiều năm thì hiện nay đã chọn được một cái mẫu HDMI. Cắm phát ăn ngay, cắm phát ăn ngay, được chưa? Các bác xem. Đầu cắm rất chắc chắn. Nó sẽ truyền đủ tín hiệu từ thiết bị đầu phát của các bạn để lên một chiếc máy chiếu cũng như là màn hình TV. Đấy.